Rồi. Bỏ gà vào. Bây giờ mình xóc không được thì mình đảo thôi. Đảo. Mình đảo cho nó thấm, cho nó đều. Đó. Lúc này mấy bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi, lửa riu riu thôi. Rồi xong. Nè, nó thấm hết nước mắm luôn nè. Đó. Thơm quá. Chua chua, cay cay, thơm thơm. Vừa ăn. Nếu mà bạn nào mà muốn còn thơm nữa thì bỏ miếng bơ vô đây. Bỏ khoảng chừng 2 muỗng bơ đó. Là ăn đến độ mà liếm tay luôn đó. Lên mâm thôi, người ta lên đĩa, mình giờ mình sẵn mình đang có tiệc tình là mình bỏ vô cái khay, cái nón này là cái món mà finger food nè mấy bạn. Wow, dám mày chưa. Đem ra ngoài sân đó, thấy cái gà chiên nước mắm cái màu đẹp ha. Thôi, chúc các bạn thành công. Bây giờ mình có ở đây, cánh gà của mình là 2 ký 3, là gần 5 pound ha. Cánh gà của mình thì mình có là cái phần ở chính giữa nè, với lại cái phần chóp ở ngoài nè, gần cái đùi nè, còn cái phần mà cái chóp nhọn nhọn đó mình không có ha. Nó mấy bạn rửa sạch sẽ với lại giấm và muối ha. Rồi, bây giờ mình có gia vị để mình ướp gà ha, cho nó thấm thấm chút xíu. Mặc dù là một hồi lát nữa mình có nước sốt là nước mắm ha, nhưng mà mình để cho nó thấm trong cái thịt gà trước đó đã. Mỗi thứ một chút thôi. Rồi, mình có 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh, muỗng ăn phở, rượu trắng, rồi 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, và mình có nửa cup bột bắp đây. Mình không có bột bắp thì mình lấy bột khoai tây hay là bột chiên giòn gì cũng được ha, bột năng cũng được nữa. Thì mình có đây khoảng là 80 gram nha, nửa cup. Rồi, với 2 cái trứng nữa. Rồi, để mình ướp với gà nha. Rồi, có gì mình sẽ viết cái ingredient trong cái description box nha. Công thức ở trong cái description box. Rồi, bây giờ các bạn chỉ có việc là bỏ vào đây. Đây, 1 muỗng cà phê tiêu nè, bỏ vô đây, ngồi lát nữa mình trộn lại. Rồi, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, đập 2 cái trứng vào đây. Cái này là để cho khi trứng gà khi mà mình chiên á, nó không có bị khô gà ha. Còn cái rượu để cho nó thơm. Để thơm cánh gà của mình. Rồi, mình bỏ bột năng vào đây. Rồi cứ thế là mình trộn lên thôi. Trộn cho nó đều, mình ướp sơ sơ vậy đó. Đó, mình mới trộn lên đó, mình ướp cho nó đều đó, nó là vậy đó. Bây giờ mình có là 1,5 cup bột nếp bắp ha, để làm bột áo nha. Rồi, 1,5 cup là 250 g. Đó, có nhiều bạn mình thắc mắc, ủa tại sao đã dùng cup rồi còn dùng gram chia cho lộn xộn.
Thì tại vì có mình đã nói lại một lần nữa nha, là cup là cho những người nào mà ở bên Mỹ thì người ta mới có cái bộ đo lường này bằng cup, đơn vị đo lường này. Còn ở Việt Nam và châu Âu người ta không có dùng cup, cái đơn vị đo lường cup, thành thử ra mình phải đổi ra RAM cho các bạn đó. Đó là như vậy đó, có nhiều bạn vẫn đến bây giờ vẫn còn thắc mắc hỏi mình như vậy đó, rồi còn nói là tại sao phải phải nói là vừa cup vừa RAM chi cho chóng mặt, mệt vậy đó. Bây giờ mình chỉ nói một lần này nữa thôi ha. Ok, giờ thôi, cái giờ bột bột áo của mình là 250 g, là 1,5 cup bột bắp ha. Rồi bây giờ chỉ có việc là lấy qua đây rồi mình áo lăn qua bột khô nè đó, rồi mình đem đi chiên thôi. Đó. Đó, rồi cứ thế mình làm hết đi ha. Mình lăn bột áo khô xong rồi ha. Đó, còn cái này để nồi chiên, tại sẵn hôm nay nhà mình có tiệc nên mình chiên đủ thứ món á, nên mình chiên bằng cái nồi này nha. Còn mấy hôm mấy bạn chiên cái nồi dầu trên bếp bình thường ha. Đây là cái sẵn, mình cảm ơn chị Tâm Lê luôn. Chị là fan YouTube của mình, chị đã cho mình cái nồi này đã 3 4 năm nay rồi, nhưng mà mình chưa có dịp nào cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha chị Tâm. Ừ. Đây mình set là coi như là 340 độ nha. Đó, nó có từng nhiệt độ, mình lấy cái 340 độ đó. Rồi thôi mình chỉ chờ cho sôi nó nóng lên, nó nóng lên là nó sẽ chỉ cho mình biết là nó ready đây chỗ này. Đó, là mình bỏ gà vào chiên. Đèn báo đèn xanh rồi, là chỉ việc bỏ xuống chiên thôi. Đó. Rồi mình xếp là 15 phút. Đây nè, cái dấu đây nè, cái mình vặn nó 15 phút ha. Là nó xong là nó báo cho mình biết. Đó, nó chín là nó báo cho mình biết. Đó. Lên là nó chín rồi đó. Đó, để nó hơi vàng vàng chút nữa, sắp sửa tới giờ rồi, mình xếp cái thời gian nó sắp xong rồi. Chưa? Lấy ra ngon lành chưa, ngon ha. Wow. Rồi mình bỏ vào đây cho thấm dầu rồi chiên tiếp cái đợt khác. Bây giờ mình bào cái vỏ ra đây ha, xong rồi mình lấy nửa trái ra, mình vắt lấy nước cốt ha, để một hồi lát mình pha chung với nước mắm, nước sốt. Rồi không biết cái trái chanh của mấy bạn là lớn nhỏ là sao mình không biết nha, nhưng mà mình vắt ra thì được là 2 muỗng ăn phở nha. Đó, mình vắt ra được 2 muỗng ăn phở này nè. Bây giờ có gia vị cho nước sốt, nước mắm ha. Mình có là 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột nêm, rồi 1 muỗng ăn phở tương cà ha, là cá chấp đó. Đây nè, là 1 muỗng. Còn đây là 2 muỗng ăn phở tương ớt nha, tương ớt ăn phở đó. Đó, nếu mấy bạn không có thì không không sao, nếu mà sợ cho nít ăn cay á không sao, không bỏ vô cũng không sao. Rồi mình có đường là 6 muỗng ăn phở nha, thì mình cân lên là 120 g. Rồi nước mắm thì mình có là 5 muỗng ăn phở, và cái ớt ớt xay khô nè cho nó đẹp á. Đó, mình nói cay thì là 1 muỗng ăn phở, và mình nhắc lại là nước chanh của mình là 2 muỗng ăn phở ha. Đó, rồi còn đây là cái vỏ chanh vàng, rồi lá chanh. Rồi. Rồi. Cứ thế là đổ mấy cái này là vào. Ừ, rồi trộn.
hòa tan cho nó tan đường. Rồi nhớ bạn hòa lên, rồi bạn thích theo gia vị của nhà mình như thế nào thì mình đem nếm lại chỉnh lại sau lúc này ha. Đó. Như vậy, có nhiều bạn không ăn ớt được cay thì mình bỏ bớt lại thì nó như vậy. Lúc này là bắt đầu mình nêm nếm, mình coi rồi mình chỉnh lại. Đó, thấy cái nước nước sốt nó sệt 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 nè. Đó. Rồi, đó. Cái nước sốt nó sệt sệt như vậy nè. Đó. Đó. Rồi chuẩn bị mình xóc với lại gà. Ừ. Gà phi tỏi cái là cho nó thơm, cái là xóc với gà. Hồi nãy mình để cái camera ngay góc đó nên không có thấy được cái sáng sủa gì hết. Đó, nó sệt sệt vậy đó. Ha. Rồi. Gà cũng chiên xong, nước mắm sốt nước mắm cũng xong. Thơm lừng. Bây giờ chuẩn bị xóc thôi. Có khoảng một củ tỏi mình băm rồi mình phi cho nó thơm nha. Rồi. Cái tỏi của mình nó cũng hơi vàng vàng xém cạnh đây nè. Bây giờ bỏ nước sốt vào luôn. Rồi, bỏ gà vào. Bây giờ mình xóc không được thì mình đảo thôi. Đảo. Mình đảo cho nó thấm, cho nó đều. Đó. Lúc này mấy bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi, lửa riu riu thôi. Rồi xong. Nè, nó thấm hết nước mắm luôn nè. Đó. Thơm quá. Chua chua, cay cay, thơm thơm. Vừa ăn. Nếu mà bạn nào mà muốn còn thơm nữa thì bỏ miếng bơ vô đây. Bỏ khoảng chừng 2 muỗng bơ đó. Là ăn đến độ mà liếm tay luôn đó. Lên mâm thôi, người ta lên đĩa mình giờ mình sẵn mình đang có tiệc thì giờ mình bỏ vô cái bỏ vô cái khay. Cái món này là cái món mà finger food nè mấy bạn. Wow, dám mày chưa, dám mày chưa.